trời xanh mây trắng nắng không có vàng nhưng mà có mì gà tần hầm lon ngon bổ rẻ nha mọi người ơi. Mọi người đến mua mì gà tần ủng hộ Hoàng Hy và Cường Sisi đi ạ. Mọi người ơi. Cường Sisi là Cường gì? Vô va vô vẩn. Cứ khịa đểu nhất là có ngày anh múc cho Thâm hai con mắt thì lại hỏi tại sao nhá. Thôi. Đây. Bê mì ra cho em gái đi cho nóng. Dạ đây ạ, xin kính mời công chúa béo nhà mình ăn ạ. Ăn mì đi ạ. Ăn cho mập thây mập ú vào. Ăn cho nó có sức mà mách mẹ là tao đi chơi nhá. À, anh có biết vì sao em hay hớt mẹ không? Tại cái môi mềm mỏng. Ừ. Tại vì anh xứng đáng đấy. Eo ơi, mì gà tần của nhà anh Cường vừa thơm vừa ngon, đã đẹp trai lại còn khéo tay nữa. Làm mì gà tần thơm ngon như thế này mà em chả hiểu sao anh lại đồng ý làm cùng với anh Hoàng nhà em nữa. Này, còn chưa kể cái tội lười. Mày Âu cũng là cái nghiệp duyên em ạ. À. Thôi, ăn đi cho nóng. Vâng ạ. Em chào anh Cường. Chào tôi. Anh Hoàng, chị Vi, cho hai người lại ở đây. Em tìm hai người nãy giờ đấy. Ngồi xuống đây chị bảo. Em biết gì không? Anh Hoàng nhà mình nhá, đang tập tành mở quán mì gà tần hầm lon. Nghe nói là còn là định mở cái chi nhánh gì ở bên nước ngoài nữa cơ. Nghe xịn xò lắm. Tập đoàn gì mà có hai thành viên thế hả anh? Mày chả biết cái gì? Để tao kể cho mày nghe nhá. Tao mở quán mì gà tần hầm lon với lão Cường ấy, vừa để kiếm thêm tiền nhá, vừa để giám sát lão ấy, không cho lão ấy làm thực phẩm bẩn luôn. Tất cả các nguyên liệu nhá, tao đều nhập từ siêu thị hết. Tao đi siêu thị tao mua mì tôm cơ mà, nên đảm bảo 1000% luôn. Kinh nhở, anh Hoàng của em cũng đỉnh thật đấy. Thế còn cái gì nữa anh? Tao nhá, còn gắn camera trong bếp nhà lão ấy nữa. Cho nên là lão ấy mà làm bẩn nhá, tao báo công an luôn, tao cho lên phường luôn. Ôi trời ơi anh ơi. Kiếp em ăn hết bát mì rồi mà anh vẫn còn nói. Kiếp nói gì mà nói nhiều thế? Tao đã nói xong đâu. Này nhá. Thôi. Em cả chỉ đi về trước đây. Anh ngồi ở đây nhá. Tao đã nói xong đâu, hai cái đứa đây. Này. Hai cái đứa này. Không biết có phải là em mình không nữa. Chưa nói hết cái kế hoạch thì đã chạy tót đi rồi. Này, anh em đi uống. Kế hoạch gì đấy? Anh nghe không, với. Không có cái gì đâu anh ạ. À, mọi người ơi, anh chị em cô dì chú bác trai xinh gay đẹp ơi. Ông trời đã sinh ra thằng Hoàng Y Hi, còn ra sinh ra cái bản tính dở hơi của nó nữa. Ôi, làm với nó tổn tuổi thọ quá thôi. Này, vào mà làm hàng đi. Đứng đấy mà nói nhiều, đau cả đầu. Khách, anh chị ơi. Tôi mời chị đau bụng quá. Tôi mời chị đau bụng, đau bụng. Chị làm sao thế? Đau bụng. Diễn tuồng à? Hay đóng phim? Cảnh này hay đấy, đợi tí ta đi lấy bỏng ngô cho ta xem. Thôi anh Hoàng, anh quá đáng vừa thôi. Chỉ vì đang bị đau bụng đấy. Thế hôm nay chị ăn những gì? Chị ăn mỗi gà tần với cả mấy cái kẹo thôi. Chắc chắn là không phải do mì gà tần rồi. Đây này, tao lắp camera ở nhà lão Cường rõ ràng. Nếu như mà lão ấy mà có làm bẩn cho tao thì nhìn vào tao biết ngay. Thôi, để chuyện này tính sau đi. Mình đưa chị Vi đi viện đã. Đi. Anh không có mình đưa một mình, nhưng con này nó nặng không đỡ được không? Em chào hai anh ạ. Chào Tôm. Anh ơi, anh làm cho em một bát mì gà tần anh nhá. Ok luôn. Này, mày ăn mày có tiền giả không đấy? Tao không bao mày đâu nhá. Nhiều thì em không có, nhưng mà đủ để mua một bát mì gà tần đấy. Đây này, em gửi với ạ. Anh xin, ngồi đi, nay mày là khách. Anh ngồi xuống đi, anh làm luôn cho. Vâng ạ. Hướng, anh em với nhau mà tính toán đi. Thế thì phải ra cái đấy chứ. Đây, mì gà tần của em ra đây. Này, ăn xong nhá, nhớ cho anh ít ý kiến. Anh vừa mở cửa hàng xong nên là cũng không biết được khẩu vị của khách hàng như thế nào. Em ăn xong có gì mà không hay, không ngon ấy thì góp ý với anh sửa luôn. Dạ vâng ạ. À, anh bảo. Dạ. Lần sau đến ý, nhớ dẫn theo cả bạn bè đến ủng hộ anh nữa. Anh giảm giá cho. Dù gì thì em cũng là em trai của chủ quán. Anh giảm giá hết cỡ thôi, giảm giá tràm đáy luôn. Anh ơi, nó không phải em trai em đâu. Nó mẹ em luôn ấy.
khổ lắm cơ à. Ở đây thì bị anh chửi, về nhà thì bị nó chửi từ trên đầu chửi xuống luôn ấy. Khổ tâm thật sự. Này, chú chỉ mõm thôi, ở đây chú chửi anh như con ấy. Mà chú nổi tiếng là đanh đá nhất cái vùng này, thế mà lúc nào cũng thích đóng vai nạn nhân cơ. Đúng nhân sai cãi xem nào. Này em cãi em bao giờ? Cãi vào hồi nào? Này nhá, đừng anh đừng có đổ để ăn không nói có. Dạ. À anh ơi. Dạ vâng anh ngồi đi ạ. À, em mang ra ngay đây ạ. Hai anh ơi, ở trường em lại có việc gấp, em phải đi trước đây ạ. Ok, hôm sau quay lại ủng hộ anh nhá. Dạ vâng ạ. Này, thằng kia. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng cơ, như kiểu bị ai đuổi. Bắt mì không ăn hết. Phí của giời nhỉ. Là mà mì gà tần hầm lo cho khách hàng à? Nào, đúng nhận sai cãi giúp em, đúng nhận sai cãi giúp em nào. Mày, hôm nay mày đến sớm đấy. Mày dịch mồm tao đấy à? Em chào anh. Hôm nay em đến đây là để vạch trần manh khóe. Anh đã dùng thịt gà phân hủy không rõ nguồn gốc, thịt gà đông lạnh đã bốc mùi để làm nguyên liệu nấu mì gà tần của anh. Tao không làm bẩn như thế. Chúng mày đừng có đổ oan cho tao. Chỗ này nhá là tao rửa sạch đi để tao hầm cho chó nhà tao ăn. Nhà anh không hề nuôi chó. Anh xem đi, đây là tất cả bằng chứng em đã thu thập được. Sau khi chị Vi nhà em ăn bị đau bụng, em hỏi ra mới biết chị chỉ ăn bánh kẹo và mì gà của anh bán. Nhưng kẹo đó ngày nào chị Vi cũng ăn mà không bị sao, nên em nghi ngờ gà tần của anh có vấn đề. Đây này, tao lắp camera ở nhà Lão Cường rõ ràng. Nếu như mà lão ấy mà có làm bẩn cho tao thì nhìn vào tao biết ngay. Anh Hoàng vẫn bênh anh. Còn cho em xem video anh làm mì gà tần hầm lon bằng đùi gà sạch. Em nghi ngờ anh, biết anh Hoàng đang theo dõi nên đã cố tình đem nguyên liệu sạch lên bếp để chế biến cho anh Hoàng không nghi ngờ. Hơn nữa, anh Hoàng từng nói là anh mua mì, lá ngải cứu, hạt sen, gia vị thuốc bắc ở siêu thị. Có mỗi gà là không biết anh ấy mua ở đâu, nên em chắc chắn là gà có vấn đề. Bởi vì những nguyên liệu khác anh Hoàng mua ở siêu thị rất đảm bảo và chất lượng. Gà anh làm bị bở, thịt không dai thơm như gà tươi, mà giống như để từ rất lâu rồi nên em đã đi theo anh lúc anh mua hàng để điều tra xem đùi gà của anh có phải là đùi gà thối hỏng không. Sáng sớm từ lúc anh Hoàng chưa tới, anh đã đi mua gà về rồi. Em nghi ngờ anh đem vào nhà kho để sơ chế gà bẩn nên mới lén lút như vậy. Thế nên hôm nay em mới rủ anh Hoàng đến đây để bắt quả tang anh. Gà anh dùng có tác dụng là tẩy trắng gà đã phân hủy, khử mùi hôi của gà. Sau khi vào cơ thể, nó sẽ gây loét dạ dày, gây tích tụ lại, gây ung thư và các bệnh nguy hiểm khác. Anh vẫn chứng nào tật nấy, làm chung cùng anh Hoàng nhà em. Anh ấy giám sát chặt chẽ như thế mà anh vẫn có thể làm bẩn à? Thì các quán gà tần khác nhá, người ta bán 50.000, 70.000 một suất. Tao bán có 20.000 mà một cái đùi gà to như thế, bát mì ra thì ra to như cái chậu ấy. Chúng mày còn đòi hỏi cái gì nữa à? Tiền ít mà đòi anh ít. Thôi đi, tôi nói cho anh biết nhá. Những cái gà ôi thiêu này anh nhập chỉ với giá 5.000, nhưng mà anh lại bán ra là mấy chục nghìn một bát. Một ngày anh bán cả 100 bát, cả 1.000 bát như thế là anh đã lãi mấy triệu một ngày rồi. Anh đổ được cả xe nữa cơ mà. Vậy mà anh chỉ trả công cho tôi có 200.000 một ngày, trong khi tôi hết hơi tôi hò khách đến cho anh này, tôi bưng bê tôi dọn dẹp cho anh này, như thế là chả phải anh lừa đảo được gì hả? Đúng nhận sai cái. À, thì ra là chúng em cay cú anh trả công ít đúng không? Thôi được rồi, bây giờ thế này nhé,
anh trả cho chú 1 triệu một ngày, được không? Nhiều không? Đấy, tha hồ tiền luôn. Mấy tháng đổi xe được, nhưng mà hai em tha cho anh nhá. Tha nhá. Này, tha. Thái cái đùi gà này ra ấy, làm thấy cái đường lên phường của anh nó cực kỳ rộng mở luôn đấy anh Cường ạ. À, cho nên là đi lên phường. Đi lên phường. Thôi đi mà ơi. Lên phường. Ừ, thôi. Anh Hoàng ơi, về bán hàng đi. Đây, anh thấy không ạ? Em đã mở một cái quán mì gà Tần khác, nhưng mà nguyên liệu sạch hơn, nên là khách rất là đông nha. Tôi nói cho anh biết nhá, lãi tuy có ít một tí, nhưng mà việc rất là đều đặn. Nên là anh phải đi lên phường cho chừa đi. Tôi đã mất công theo dõi anh rồi, bây giờ tôi vẫn bắt được con gái anh. Tôi đúng là thông minh mà. Thôi thôi thôi, tha cho anh đi. Anh về anh làm cho 200 nghìn một ngày thôi. 200 nghìn một ngày thôi. Tôi tha cho anh đi. Ừ. Hai anh em đi đâu đấy? Ta đưa Bảo đi học chứ đi đâu. Đúng rồi, em đang rất vui vàng để đi học. Nhanh nhanh. Sao hôm nay hai anh em nhà này lạ thế nhở? Sao đi học lại nhiệt tình thế? Không giống với cái tính lười học của thằng Bảo, mà cũng không giống cái tính lười vận động của anh Hoàng. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám rồi. Ơ, hôm nay là chủ nhật mà. Hai ngày này định giờ cho gì đấy? Vi này, Vi là một nhành hoa, mà việc của hoa ấy chỉ để tỏa hương thơm thôi. Việc này cứ để anh. Vâng ạ. Sáng anh vội quá, anh chưa kịp ăn gì nên hơi yếu. Nhưng mà không sao, vì Vi anh có thể làm tất cả. Anh Hoàng tốt bụng thật đấy. Vi khỏe thật đấy. Còn mà anh yếu, yếu còn ra gió. Anh không những tốt bụng ấy, mà anh còn hào phóng nữa cơ. Bảo này, thích ăn bao nhiêu cơm cháy, gọi đi nay anh bao. Thật đấy hả? Chị ơi, cho em 5.000 cơm cháy đi, nhiều cơm mà nhé chị. Okay. Nhiều vào chị ạ. Này, sáng mẹ cho có 40.000 tiền ăn sáng rồi, chứ gọi 50.000 tí 10.000 đâu ra bú. Vi cho anh 40.000 thôi Vi nhá. Vâng ạ, bao nhiêu thì em cũng bán mà. Đây, của em đây. Em cảm ơn chị. Có cơm cháy rồi thì cầm ra kia ăn đi Bảo, để con kiếm chị dâu cho em. Ok, bye bye. Vi này. Anh nói thật với Vi nhá, anh là anh thích Vi nhiều lắm luôn ấy. Anh thích Vi dã man luôn ấy. Vi hiểu ý anh không? Vi hiểu không? Anh thích Vi không thể có từ nào mà tả nổi luôn ấy. Cho dù ngày hôm nay nhá, anh có phải mổ cái trái tim của anh ra đây ấy, thì anh cũng sẽ làm vì Vi luôn. Anh thích Vi ngay từ cái nhìn đầu tiên Vi ạ. Vi không tin đúng không? Vi đừng cười. Vi cười xinh lắm Vi ạ. Vi ơi, anh nguyện ngày ngày ăn cơm cháy để được nhấm nháy với Vi. Áo vàng áo xanh chứng kiến cho anh nhá. Ngày hôm nay Hải Vi sẽ là người yêu của anh. Hải Vi cho anh nắm tay một cái được không? Hải Vi cho anh nắm tay. Hải Vi cho anh hôn phát Hải Vi nhá. Sao mày lại ở đây? Em còn chưa hỏi tội anh với cả Bảo đấy. Dám đi ăn mảnh à? Thì mẹ cho có 40.000 để ăn sáng thôi. Gọi mày đi lại phải chia cho mày ăn nữa à? Thế làm gì tao còn cái gì để mà ăn nữa? Mà cái mồm mày biết ra thì cả làng cả phố này biết, thì dẫn đi làm gì cũng ngu với dẫn mày đi. Rồi, để xem không có sự trợ giúp của em ấy thì anh có tán được chị Vi không nhá. Người ta sợ ấy, chạy mất dép rồi kia kìa. Này nhá, mày không phải thách tao nhá. Tao sẽ tán đổ Vi cho mày trố cái mắt mày ra. Thôi mày dẫn Bảo về đi. Để tao đây, tao trông quán cho Vi, tao đợi Vi về tao tán Vi tiếp. Đi. Bảo, về. Bảo,
cho anh xin miếng. Quá đâu. Đi, cho anh xin một miếng đi, rồi mai anh mua cho. Chắc giờ. Chắc. Một miếng nhỏ đấy nhá. Cái vết này sao nhìn quen thế nhở? Hình như là gặp ở đâu rồi ấy. Đúng rồi, hôm qua. À, sao anh lại phơi cái này ở đây nhở? Ôi dồi ôi em ơi, em đi đứng em phải nhìn đường cẩn thận vào chứ. Sao mết vào cơm của anh rồi? Em xin lỗi, em vô ý quá. Mà sao anh lại phơi ở đây ạ? Đây là đường của mọi người đi lại, anh phơi ở đây bất tiện lắm. Với cả để đây bụi bặm với cả côn trùng đấy. À không sao đâu, nhà anh ấy ở gần đây, ở bên kia kìa. Anh phơi ít cơm cho gà ăn, mưa nắng tí gió bụi không sao cả. Ơ, thế nhà anh bên kia? Ừ. Ơ, thế gần nhà em. Ồ, khéo anh em mình là hàng xóm ấy nhở. Thế á? Nhưng mà sao em chưa gặp anh bao giờ nhở? Này, mà anh nhìn em trông quen quen nhá. À, em là em của thằng Hoàng đúng không? Anh với anh Hoàng nhà em à? Úi trời ơi, anh còn lạ gì nữa nữa. Cái thằng đấy nhá, nổi tiếng tán gái dạo, gặp con nào nó cũng tán. Nó là học cùng cấp 2 với anh đấy. Ngày hồi đấy còn bé nhá, là em suốt ngày đi chơi với anh, chả qua bây giờ em không nhớ thôi. Anh nhá, là anh tốt nghiệp xong, anh đi chỗ khác để lập nghiệp. Nhưng mà bây giờ anh trở về quê hương để xây dựng quê hương, đổi mới quê hương. Nên là em không nhận ra là phải rồi. À, nghĩa là anh về quê nuôi gà trồng rau. Nghĩa là nuôi gia cầm đúng không anh? Ờ, đúng 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 đúng. Thế rồi. Em chào anh về đây ạ. Ờ, chào em nhá. Này, về bảo với thằng Hoàng là có anh Cường đẹp trai, đa tài, quyến rũ, hỏi thăm nhá. Vâng ạ, chào anh. Về nhá. Ngậm hết vào cơm ta. Ủa ơi. Em có ăn một cái giày của anh ở đây. Bảo, cái tôi ăn ỉm cơ. Ai bảo cái tội mê chị Vi lắm cơ? Này, Vi không liên quan đến cái vụ này nhá. Mày đừng có mà nói như thế. Đến nước này rồi mà anh vẫn còn bênh được à? Em nhớ hôm đấy nhá, em dẫm đi đống cơm của anh Cường đang phơi ấy. Hôm nay thì thấy đúng cái miếng đấy, nó làm mình cơm cháy rồi đấy. Cường nào? Cường chị gì á? Thì cái anh ấy bảo là học cùng anh cấp 2 đấy. Thế anh ấy với chị Vi có quan hệ như nào? Em tưởng anh phải học cùng thì anh mới biết chứ. Bạn cái gì? Bè thôi. Hồi cấp 2 á, nó là cái thằng chuyên mỏng môi hay hớt đấy. Mày không nhớ tao suốt ngày bị mẹ đánh đi à? Cái thằng này á, tưởng đi chỗ khác làm ăn rồi, quay về đây làm cái gì không biết nữa. Đã mỏng môi hay hớt, mặt thì đầy bụng ra. Chắc chắn á, là Vi không liên quan đến việc này. Để lấy lại sự trong sạch cho chị Vi ấy, thì anh phải làm theo cách của em. Cách nào cũng được. Ai mà mở ra. Qua nhà tôi có chuyện gì đấy? Đến để tính nợ. Kinh nhỉ? Mấy năm không gặp mà dạo này mồm miệng gan phết đấy. Làm sao? Này nhá, ngày trước cậu nợ tôi 45.000 tiền quỹ lớp, một cái bút bi, một cái bút chì, một cái bút xóa với một cụm tẩy nữa, trả đi. Thật luôn. Nhớ đến tận bây giờ luôn. Ừ. Đòi nợ gì? Ừ. Được rồi. Này, 100.000 cầm luôn. Bò. Úi dồi ôi, tưởng bạn tốt qua thăm, ai dạy đòi nợ. Chưa đủ đâu. Còn cái gì nữa, nhớ nốt cái xem nào để tôi trả. Có quà còn lại, ngày trước cậu cho tôi cái này, bây giờ tôi đến tôi trả lại. Cho tôi nhớ là tôi chỉ cướp với lấy đổ cậu thôi, cứ cho cậu cái gì đâu. Cái này. Cái gì đấy, đó, cái gì. À. Này nhá, ngày trước cậu cho tôi quần, bây giờ tôi đấm lại cậu. Cái thằng danh này, mấy năm không học mày hơi bị liều đấy chứ. À, ôi,
anh Cường ơi, ai hỏi anh kìa? Rõ ràng lúc nãy mình nghe tiếng bước chân mà nhở. Hôm trước ăn đòn chưa sợ hay sao mà hôm nay còn dám vác mặt đến đây à Hoàng? Này, hôm nay cậu mới là người phải sợ nhá. Tôi đến đây là để vạch trần cái bộ mặt xấu xa của cậu. Dám làm đồ ăn bẩn để bán cho mọi người à? Đừng có nói linh tinh. Đây là tôi phơi cơm cho gà, ok? Anh đừng nói dối nữa anh Cường ạ. Chúng em đã có trong tay tất cả bằng chứng. Việc anh làm cơm cháy bẩn rồi để em gái mình bán cho mọi người rồi. Thực chất, nhà của anh không hề nuôi con gà nào. Mà em của anh bán hàng cũng không phải nhập hàng nữa. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Chuyện nhà tao thì liên quan gì đến anh em nhà chúng mày hả? Có liên quan đấy. Vì cơm cháy bẩn nhà anh mà anh Hoàng và Bảo nhà em phải đi viện đấy. Bằng chứng em đã có trong tay rồi, chứ em không hề nói chuông đâu. Anh thêm đi. Khi gặp anh lần đầu, tôi đã thấy nghi ngờ. Anh nói anh phơi cơm cho gà, nhưng bình thường phơi cơm cho gà sẽ để tơi hạt cơm, chứ không ai tạo thành miếng như anh cả. Những miếng đều nhau như được chuẩn bị sẵn, chứ không phải để cho gà. Miếng cơm cháy của Bảo có vết chân giống y hệt với vết của tôi dẫm hôm trước, làm tôi có thể chắc chắn rằng cơm cháy nhà chị Vi bán không hề chất lượng một chút nào. Cơm được anh phơi ở ngoài đường hứng bụi, cát, thậm chí là bị dẫm vào vẫn mang đi bán, thì khi ăn vào sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Và đúng vậy, anh Hoàng và Bảo ngay sau đó đã bị đau bụng. Tôi đã cùng anh Hoàng tìm cách gắn camera vào nhà anh và thấy được hết quy trình làm cơm cháy bẩn của anh và em gái anh nữa. Anh thu gom cơm thiêu ở những quán ăn với giá chỉ 3-5 nghìn một cân. Thậm chí có loại cơm đã mốc xanh anh vẫn sử dụng. Sau đó hai người ép mỏng cơm vào các khay rồi để phơi cho khô. Sau khi phơi khô, anh chị mang về chiên bằng chảo dầu đen xì dùng đi dùng lại nhiều lần. Rồi cuối cùng đổ và trộn gia vị vào để át mùi hôi của cơm thiêu. Vậy là đã xong một mẻ cơm cháy mà mỗi gói anh chị bán với giá 20.000 đồng. Ngân lấy bằng chứng đã đủ để anh lên phường chưa? Nói đùa, tao đã muốn yên ổn làm ăn rồi mà chúng mày không để tao làm ăn yên ổn đấy nhở? Này, yên ổn làm ăn của cậu là làm đồ ăn bẩn rồi bán cho hàng xóm và bạn bè á hả? Cậu có lôi Vi vào cái vụ này nữa thì làm sao hả? Nó là em tao, nó đang cần công việc thì tao cho nó làm thôi, có gì là sai? Này, anh định làm gì anh của em đấy? Này anh nhá, anh cấm mày giao du với nó. Nó đang phá hoại chuyện làm ăn của anh em mình đấy. Nó còn định báo công an là anh em bán cơm cháy bẩn kia kìa. Này, làm sai thì phải chịu chứ. Chuyện nào ra chuyện đấy đi. Vì ạ, anh thích em là anh thích anh thật đấy. Nhưng mà qua chuyện này anh thấy cái nét em hơi kỳ, nên anh hết thích em luôn. Anh Hoàng, thực ra ban đầu ấy thì em cũng chẳng thích anh gì đâu. Mặt anh cứ ngớ ngẩn trông thế nào ấy. Thế nhưng mà sau chuyện này em thấy anh là một người trượng nghĩa này, tốt nữa, đúng cái mẫu người mà em thích. Thế nên em quyết định là em sẽ lên phường. Anh đợi em lên phường xong rồi về hai bọn mình hẹn hò với nhau nhá. Cái gì? Mày điên à? Sao lại lên phường? Thế bây giờ mình làm sai thì mình phải chịu chứ. Lên nộp phạt đi rồi mà về làm ăn tử tế. Anh mà không lên là em lên một mình đấy nhá. Đến lúc đấy nhá, người ta cho người về đây, người ta bắt anh
anh đi, lúc đấy quê còn chết. Úi trời ơi, đúng là không cái dại nào mà cái dại trai. Con đẩm ý xê. Ê, như vậy là một mũi tên là trúng hai đích đúng không? Tao vừa phá được án, tao lại vừa có người yêu. Vợ yêu ơi, anh vợ ơi, đợi em lên là em nói tốt cho hai người, giảm án hai người, đợi em tí. À, mình làm rồi anh Hoàng lấy công à? Được cả người yêu cả công, thế mình được gì? Alo, đây, đang đến rồi đây. Rồi rồi, biết rồi, sắp tới nơi rồi, thế nhá. À, đây rồi. À, của em là 4 cân 200 nghìn. Anh ơi, quả này bé tí mà 4 cân à? Trời số em ơi, trông nó bé thế này thôi, nhưng ở bên trong nhá, bộp bộp căng mọng nước thế này cơ mà. Đấy, không tin nữa, em bế thử mà xem. Em bế thử đi. Ôi dồi ôi anh ơi. Ui, nặng thế. Nhưng mà anh có cân đĩa cho em không đấy? Trời số em gái ơi, đây anh cho em xem nhá. Này, đấy, cân nhà anh đủ cân đủ lạng, không thiếu một cân nào luôn. 4 cân 3, anh tính cho em 4 cân, quá rẻ còn gì nữa. Làm quả đi. Thôi được rồi, lấy cho em quả này. Nhưng mà anh chắc là phải ngon, phải ngọt đấy nhá. Em cứ yên tâm, không ngon ý thì anh trả lại tiền. Đấy, của em 200 nghìn. Đây. Úi trời ơi, anh cảm ơn nhá. Này anh bảo này, về ăn ngon ý, lần sau nhớ ủng hộ anh, nhớ chưa? Vâng, ngon á, lần sau em mua 2-3 quả. Úi luôn rồi. Cảm ơn nhá. Vâng. Mới sáng ra đã được một mớ. Dọn hàng đi về. Của mình phải đi bắt đền mới được. Cậu tìm ai? Anh bán dưa đúng không ạ? À, mua dưa à? Mua dưa sao không ra quầy, chạy theo tú mã người ta hết cả hồn. Em không mua dưa, em đến tìm anh vì anh đã dính vào một vụ lừa đảo. Lừa cái gì mà lừa đảo? Ai lừa gì ai? À, anh đây rồi, anh lừa tôi đấy. Anh bán dưa cho tôi cái kiểu gì mà bổ ra toàn sỏi đấy. Này nhìn đi, 200 nghìn một quả mà anh bán như này được à? Trả lại tiền cho tôi. Dưa nào, tiền trao hay cháo múc. Bây giờ nhá, cô đem về cô đổi quả khác rồi cô dạ ăn vạ tôi làm sao, tôi biết làm sao được. Ơ cái anh này, anh bị dở à? Tôi vừa mua dưa nhà anh cách đây có 5 phút. Tôi đổi là sao đổi kịp, mà tôi có ăn hết rồi tôi nhét sỏi vào cũng không kịp nhá. Mà tôi không nói nhiều, trả lại tiền cho tôi này. Này, cô làm cái gì đấy, bỏ tay ra ngay. Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi không làm gì nhá, tránh ra. Trả tiền cho tôi nhanh lên, nhanh lên, anh có tôi vậy. Em không sao chứ? Sao cô dám đẩy em gái tôi hả? Này, tôi đẩy em anh bao giờ? Có khi là tự ngã đấy. Mà làm sao mà biết được anh em hai người có phải một ruột không? Anh thì bán hàng bia cho tôi, thì chắc gì cô này đã là mù thật. Có khi giả mù để kiếm chuyện. Nói chung là trả tiền cho tôi. Tôi không phải giả vờ. Thôi, bây giờ cậu đòi tiền anh ấy cũng không có tiền đâu, vì anh ấy cũng đã bị lừa hết rồi. Là sao? Anh vừa mua một viên thuốc bổ với giá 10 triệu đúng không? Mày... sao mày biết? Không những tôi biết viên thuốc đó 10 triệu mà tôi còn biết nguồn gốc xuất xứ của nó đấy. Có chắc uống thuốc này là mắt em gái tôi sẽ sáng lại phải không? Yên tâm đi, thuốc này đảm bảo hiệu nghiệm. À, đây. Đó. Tôi gửi anh tiền, trong này đủ 10 triệu đấy ạ. Tôi cảm ơn anh ạ. Thuốc của anh mua chỉ là đất nặn thành mà thôi. Anh cho em gái anh uống, không những không khỏi bệnh mà còn sinh thêm bệnh nữa đấy. Thằng khốn nạn, nó dám lừa tao. Đấy là tất cả số tiền mà tao có đấy. Bây giờ làm sao có thể chữa mắt cho em được đây?
là anh trai không tốt, không lo được cho em rồi. Đáng đời, đi lừa người khác thì có ngày bị người khác lừa lại thôi. Còn nói linh tinh cái gì đấy, anh trai tôi không phải người như vậy. Là tôi sai, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cô nhá, tôi xin lỗi mọi người. Tại tôi muốn kiếm tiền thật nhanh để có tiền chữa mắt cho em gái của tôi. Em gái của tôi không may bị tai nạn, mắt không nhìn thấy gì cả. Gia đình tôi thì không có điều kiện để thay giác mạc cho em, nên tôi mới phải... Nhưng mà bây giờ tôi không còn tiền để trả lại cho mọi người nữa, tôi cũng không biết phải làm sao cả. Em nghĩ làm sai mà biết nhận lỗi thì nên có một cơ hội để sửa. Anh cũng chỉ vì em gái anh thôi. Thôi thì ta làm lại, kinh doanh buôn bán đàng hoàng thì sẽ có tiền để lo bệnh cho em của anh. Đúng rồi đấy, em không muốn anh dùng tiền lừa đảo để chữa bệnh cho em đâu. Nếu mà như vậy, em thà bị mù cả đời còn hơn. Dạ, em đừng suy nghĩ như thế mà. Anh hứa, từ bây giờ anh sẽ buôn bán đàng hoàng tử tế nhá. Thôi được rồi, tôi có ý kiến như thế này. Bọn tôi sẽ giúp anh buôn bán, nhưng mà là vì em gái anh đấy, chứ không phải vì anh đâu. Thì tốt rồi. Mày vô mọi người ơi. Dưa hấu đi anh ơi. 60.000 một quả ạ. 60.000 một quả thôi ạ. Chị mua dưa hấu không ạ? Vẫn ngon lắm anh ạ. Anh Hoàng. Anh bị làm sao đây? Tật đỏ bụng quá. Trời ơi. Anh Cường, anh còn tuyển nhân viên livestream bán nem chua tán không ạ? Có chứ. Người ta hay livestream bán đồ ăn ấy, quay luôn cả quá trình chế biến. Để mai quay em nhá. Tôm. Chúng tôi hôm nay đến đây để bóc trần sự thật về quán nem tán 2K ngon bổ dưỡng của anh. Này, của cô em. Em cảm ơn ạ. Dạ ha. Hả? Đúng là mê trai, chỉ có đầu thai mới hết. Anh Tôm, có phải là anh Tôm đã thử tí đấy đúng không ạ? Rồi, em còn nhỏ mà, chị cứ gọi em là Tôm là được rồi ạ. Gớp, đã đẹp trai lại còn lễ phép. Tôm có biết không, chị là fan cứng của Tôm đấy. Ê ôi, gặp Tôm ở ngoài á, còn đẹp hơn ở trên phim ý. Da trắng này mũi cao lại còn diễn hay nữa. Đúng là những chiếc lá xanh non, chỉ nhìn thấy Tôm mà không nhìn thấy mình lấp la lấp lánh bên cạnh. Này, em cũng đẹp trai mà, sao chị không khen em? Tôm ơi, chị tặng Tôm nem chua rán này. Em cảm ơn chị ạ. Ôi, làm người nổi tiếng sướng thật đấy. Chị tên gì ạ? Chị tên là Ly. Tôm chụp chung với chị một tấm nhá, để chị khoe mấy đứa em nhà chị. Mấy đứa em nhà chị á, nó cũng thích Tôm lắm. Dạ vâng ạ. Cười lên. Ai ốt đi mà. Đây là anh em chua rán của chị. Đây là quà chị tặng Tôm mà. Nhả ra chị. Có cái nem chua 2.000 nên mà chị cứ làm quá lên đấy. Không, chị vẫn để này em đây. Nhanh lên, nhả ra trả Tôm nhà chị đi. Tôm nhà chị á, Tôm nhà em. Nhà chị. Nhà em. Ôi. Nhà em. Hay là để mua cái khác để cho chị nhá. Thôi, chị về đây không muộn rồi. Mà nhá, Tôm đẹp trai nhớ ra nhiều phim hay để chị còn ủng hộ nhá. Bắn tim. Dạ vâng ạ. Tôm nhà chị. Anh bị làm sao đây? Tật đỏ bụng quá, không biết bị làm sao nữa. Hay là giòn kem nên là lạnh bụng nhỉ? Mà mày ăn cái gì tao ăn cái đấy, sao mày không bị làm sao?
À, em biết rồi. Anh đau bụng là vì... Vì? Vì cái gì mà nói nhanh này, chúng ta ra bã ra đây bây giờ. Là vì anh bị nghiệp quật. Vì không cho em ăn nem chua rán cùng đấy. Chẳng lẽ nem chua rán có vấn đề? Thêm tương ớt không em gái? Dạ, đủ ngon rồi ạ. Anh ơi, cho em một đĩa nem chua rán, em ăn tại chỗ luôn nhá. Ok. Tôm đến chơi của chị. Em chào chị ạ. Chị ngồi đây ăn cùng bọn em luôn nhá. Thật á? Được luôn ạ? Ừ. Tôm đến chơi của chị. Này, sao anh xí trai cứ đi cùng em đấy? Cái gì? Xí trai á? Cũng là xấu trai á. Đây, nem chua rán của mấy anh em đây. Ăn hết thì cứ với anh nhá. Vâng. Này, anh Bảo, anh nghe nói là chú em nổi tiếng trên mạng phải không? Đấy là thiên hạ đồn thôi anh ạ. Chứ mọi người cũng biết để em xương xương thôi. Cái chú em này cứ khiêm tốn. Anh lướt top top nhá, thấy ai đẹp trai mà ngồi ăn ý, khách kéo đến ăn ấm ấm luôn. Hay là chú em quảng cáo cho anh nhé. Thế thì anh tìm đúng người rồi đấy. Em lại xin giới thiệu với anh, đây là ông Hoàng truyền thông. Gương mặt đảm bảo lượt mua hàng luôn anh ạ. Hả? Gì đấy? Ai biết gì đâu. Anh ấy mời anh livestream bán hàng nem chua rán đấy. Thật á? Thế thì anh mời đúng người rồi đấy anh ạ. Anh phải tin em. Em mà xuất hiện nhá, kiểu gì nem chua của anh cũng bán chạy ầm ầm luôn, chốt đơn ầm ầm luôn. Chả mấy chỗ cái quán nem chua này của anh sẽ lên đến cái mức ạ. Tập đoàn này, group này, gian chua lém. Thật thôi, chú Hoàng cứ ngồi ăn đi nhá. Coi như là anh chưa nói gì. À, mà Tôm này, anh bảo chú em về ấy, chú cứ suy nghĩ lại đi. Nếu mà quảng cáo cho anh ấy, anh sẽ không để chú em thiệt đâu. Hiểu không? Dạ vâng ạ. Cường, hôm nay em giao hàng sớm, tối nay em mới có việc rồi, hôm nay có 2 cân thôi. Gì, cái gì? Thì chú này, buồn cười thật đấy. Mà giao ít như này, làm ăn được cái gì? À, anh đã dặn chú bao nhiêu lần rồi, chỉ được phép giao vào buổi tối cơ mà. Giao ban ngày đây này, khách cứ nhìn thấy để mà toang. Không những anh bị dẹp tiệm nhá, chú còn bị mất mối làm ăn lâu dài đấy. Thế quá. Thôi, em xin lỗi, em rút kinh nghiệm lần sau. Anh cầm rút kinh nghiệm lần sau. Rút tiền. Này, tiền đấy. Lần sau nhớ ra vào buổi tối đấy. Ví dụ, em về rồi. Nước cái nước gì? Chị ơi, chị đau bụng quá, chị phải đi về đây. À. Tôm, hộ già, tôi cũng đau bụng quá, đưa tôi đi về nhà đi. Nhanh lên. À. Đưa tôi về nhà đi, nhanh lên. 6 cái, 12.000. Em đi anh đi viện nhá. Không, ta đi về nhà gần hơn, gần nhà vệ sinh. Nhanh lên, tao mắc ẻ. Sao lại ế thế nhỉ? Làm nào để có khách bây giờ? Rồi ôi. Anh Cường, anh còn tuyển nhân viên livestream bán nem chua rán không ạ? Có chứ. Ra đây, ra đây. Ra đây ngồi, ra đây ngồi. Ra đây, ngồi xuống đây. Này, thấy bao giờ em quay được? Luôn cũng được anh ạ. Em đang cần tiền mua bộ truyện tranh mới mà xin Hoàng nhà em mãi anh không cho. Em sẽ tự bán hình ảnh đẹp trai này của em lên để lấy tiền mua bộ truyện tranh đấy anh ạ. Ok luôn, em suy nghĩ như vậy rất là đúng đắn luôn đấy. Anh sẽ thanh toán tiền công luôn cho em và cho em ăn nem chưa rán thoải mái luôn. Thế bây giờ mình livestream luôn nhé. Nhưng mà người ta hay livestream bán đồ ăn ấy thì người ta hay quay luôn cả quá trình chế biến, bởi vì là họ sợ đồ ăn không đảm bảo ấy. Hay là mình cũng làm vậy anh nhỉ? Nhưng mà để mai quay em nhá. Tự nhiên anh lại bận việc đột xuất em ạ. Lúc nãy anh bảo là quay luôn được mà. À thì anh phải đưa con chó nhà anh đi spa. Mai quay nhá. Vâng ạ, em đi đây, em chào anh ạ. Mai quay lại nhá. Vâng ạ. Ôi dồi ôi, Tôm. Này, hôm trước em đi đâu lại bỏ về sớm, anh chở mãi em không thấy đấy. Hay là hôm nay em livestream bán hàng luôn đi, không cần phải lên bếp xem quy trình sản xuất làm gì đâu. Chào anh. Chúng tôi hôm nay đến đây để bóc trần sự thật
về quán nem rán 2K ngon bổ dưỡng của anh, chứ không phải đến đây để ăn hay là bán gì cả. Nem chua rán của anh được làm từ bì lợn thối và ngâm tẩm rất nhiều hóa chất đấy. Này, mày đừng tưởng mày đẹp trai mà mày muốn nói gì thì nói nhá. Nem chua nhà tao ấy bán bao nhiêu năm, bao nhiêu người ăn, có ai kêu ca gì đâu. Hay là mày định phá hoại chị Lan của tao? Hôm trước tôi và Ly sau khi ăn nem chua của anh xong bị đau bụng rồi nhập viện. Anh không hối lỗi vậy mà còn đi cãi củn nữa à? Mày ăn linh tinh gì ở đâu lại bảo nó cho nem chua nhà tao? Nem chua nhà tao nhá, được làm từ bì lợn sạch, bột chiên xù, dầu mua ở siêu thị, nguyên liệu đảm bảo như thế, mày có đòi hỏi cái gì nữa? Anh nhìn đi. Lần thứ nhất anh Hoàng ăn nem chua cho chị cho và bị đau bụng là tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Đến lần thứ hai anh Hoàng ăn mỗi nem nhà anh và bị đau bụng phải nhập viện là tôi chắc chắn nem chua nhà anh có vấn đề. Hơn nữa, tôi đi điều tra được anh mua bì lợn thối và thịt thối với giá chỉ 5.000 một cân và về chế biến thành nem chua rán và bán với giá 2.000 một chiếc để lấy lãi. Lúc tôi nói muốn quay bếp của anh thì anh từ chối ngay lập tức và hẹn hôm sau hãy đến, bởi vì để anh có thời gian để lau dọn bếp sạch sẽ rồi mới đưa tôi đến để nằm che giấu quy trình làm nem chua rán bẩn của anh. Đây, em cứ đi vào đây. Đây là căn bếp của anh, em cứ xem thoải mái. Anh ra ngoài có chút việc nhá. Đi đâu rồi nhỉ? Anh dùng oxy già để tẩy rửa bì lợn thối rồi cho vào luộc chín và tiếp tục ngâm phèn chua để nem được dai giòn hơn. Thịt lợn, bột chiên giò của anh đều không có nhãn mác, hạn sử dụng, cách chế biến thì vô cùng bẩn. Tao túng thiếu quá nên tao mới phải làm liều. Từ bây giờ tao không làm như thế nữa là được chứ gì. Anh lợi dụng tâm lý học sinh với những người mua hàng để bán nem chua rán với giá 2.000. Anh mua nguyên liệu rẻ nên khi bán nem chua rán với số lượng lớn anh vẫn có lãi cao. Chỉ vì tiền mà anh làm hại đến sức khỏe của bao nhiêu người khác. Anh còn có lương tâm nữa không? Là họ thích, họ tự đến họ mua họ ăn, chứ tao có ép đâu. Mà tao muốn ép cũng chẳng được. Thôi, chúng mày đi về đi, không cần phải khóc thuê nữa, để cho tao có bán hàng.
Anh ngang ngược thật đấy. Không định hối lỗi vậy mà vẫn cố cãi à? Không, tao có sai đâu mà tao nhận. Anh xem đi, tôi đã mang nem chua rán của anh để đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm rồi. Nem chua rán của anh có lượng phèn chua vượt ngưỡng cho phép. Nếu ăn nhiều sẽ gây nên suy giảm trí nhớ. Ngoài ra, anh còn dùng oxy già để tẩy thịt và bì lợn thối. Oxy già sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, lâu dài sẽ gây nên các bệnh về ung thư dạ dày, gan, thận cũng bị ảnh hưởng. Anh bán thực phẩm bẩn để thu lãi cao, kinh doanh trên tính mạng của người khác. Anh đang giết rất nhiều người một cách từ từ đấy. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình đã làm đi. Chúng tôi đã gửi tất cả những bằng chứng lên công an rồi. Anh chờ mà bị xử lý thì... Chúng mày... Ôi dồi ôi, có cháy kìa. Có mà cháy trong lòng anh thì có. Đi lên phường rồi thích cháy như nào thì cháy. Thôi chị ạ. Cái gì mà chào chị dâu đi. Hôm trước rõ ràng hôm trước hai người vừa ghét nhau mà. Ghét thì yêu thôi, yêu cho đỡ ghét nhờ. Em xin chị chuyển từ fan của Tôm sang chị dâu của Tôm nhá. Tết đến nơi rồi, ôi giời ơi các em mình ơi. Tết đến nơi rồi, ôi giời ơi các em mình ơi. Bà thì ngồi một góc đếm hóa đơn này rồi bật khóc. Thằng Tôm thì nheo nhóc đang bơ trừ bữa cơm ngon. Em nheo nhóc bao giờ? Mà sao hôm nay anh hứng ở thế? Mang cả đồ mới ra mặc điểm gì? Thì bây giờ sắp đến Tết rồi, phải lôi đồ mới ra diện để cho nó có không khí chứ. Mày đã Tết à? Mà được có mấy ngày xong lại cất đi phí lắm. Mà hôm nay nhá, tao rất hồ hởi, hào hứng hơn hơn cả. Vì sắp được ăn những cái bữa cơm ngon mà bà nội nấu cho tao này. Sẽ có tôm này, thịt gà, thịt dậu, xối xuất sắc luôn. Mày nghĩ thế thèm ghê. Anh chỉ có ăn là nhanh thôi. Thế mày không ăn à? Mày cứ thích ý kiến ông tí đã cho mày đi xe Căng Hải về. Xe Căng Hải là gì? Là xe hai cẳng là đi bộ về đấy. Mày cứ ý kiến đi, tí đã cho mày đi bộ về đấy. Bà ơi, anh mà bắt này cũng... Hai anh em thằng này suốt ngày chi cha chứ chế, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Thật đấy. Bà Hoàng, đừng có bắt nạt em nó nữa. Hai đứa rửa tay ra ăn cơm nhanh. Dạ. Anh đi đi. Ui, toàn món ngon thôi. Giò này, thịt gà này, bánh trưng này, tôm này, chả nem này, trời đất ơi, ngon quá trời ngon. Hôm nay là dỗ chạp ông công ông táo, bà làm mâm cơm chay. Các con ăn đi, ăn rau củ quả này rất tốt cho sức khỏe đấy. Thế là mấy món này làm món chay đều làm từ rau củ hết ạ? Ê ôi, thế mà nhìn như thịt thật ấy. Chị Yến, bây giờ người ta làm cơm chay khéo lắm. Vừa đẹp mắt lại vừa ngon, tốt cho sức khỏe nữa. Còn thì là thịt. Mấy cái đồ chay rau củ nhạt nhẽo. Ăn đi con. Bà đảm bảo với con là ngon lắm. Đây, vào ăn. Thử ăn thử đi con. Không. Ăn đi. Không. Ngon thật sự ấy. Cứ như là thịt thật luôn ấy. Ăn đi đi con. Con mời bà. Con mời bà. Ăn đi. Em mời anh. Này, tốt cho sức khỏe lắm nhá. Ăn chay như thế này ấy, vừa đẹp da lại vừa tránh béo phì, tốt cho những người huyết áp như bà ấy. Cho nên là từ nay trở đi các con muốn đổi món hay là muốn ăn chay thì cứ sang đây ăn cơm với bà nhá. Vâng ạ. Ăn đi nào. Anh Hoàng, ai bảo mày không nhanh tay. Ăn đi. Bà nội, bà bị làm sao thế hả? Tự dưng bà đau bụng quá. Anh Hoàng, anh mau đưa bà đi viện đi. Để đưa bà đi viện.
ơi, bà khỏe lại chưa? Bà mà không khỏe lại thì ai nấu đồ ăn ngon cho bọn con ăn? Anh Hoàng, anh nhìn đi, lớn rồi mà cứ khóc nhè thôi. Tại tao thương bà. Thương bà cái ông thương không? Thương nào? Thực cho tâm thân cửa hàng người. Anh Hoàng, anh nghĩ TikTok vừa thôi. Bà ơi, bà đỡ chưa? Bà đỡ rồi, uống thuốc là ổn. Nhưng mà cái thằng Hoàng này phiền quá, giờ bà lại đau đầu rồi. Bà chê con à? Bà tôi đau bụng quá rồi mày. Mày ngồi mày trông bà tao với. Anh ơi. Sao lạ thế nhở? Anh Hoàng cũng bị đau bụng. Mà bà ơi, hôm qua bà ăn gì thế? Sao lại để bị ngộ độc thế hả? Từ hôm qua đến giờ bà có ăn gì đâu. Bà chỉ đi mua ít đồ chay về để hôm nay làm cỗ thôi mà. Ôi trời ơi, con gái ở đây nhá. Để Bolivia bán được hàng nhá, bán được hàng á. Bố mua trứng vịt lộn cho bà ăn nhá. Trứng vịt lộn ngon nào, lấy vía nào. Xin vía nào, xin vía nào. Ôi trời ơi, đúng là con gái bố thiêng thật đấy. Dạ, bác lấy gì để cháu lấy cho ạ? Đồ ăn chay giảm mặn hả cháu? Dạ vâng, đồ ăn chay nhà cháu như này. Tôm này, cá này, giò này, làm sườn chay hết ạ, sườn chay hết ạ. Nhưng mà này có đảm bảo không đấy? Ồ, đảm bảo chứ ạ, bác nhìn xem này. Đấy, không hàn the, không chất bảo quản mà vẫn còn hạn sử dụng đàng hoàng đấy ạ. Rất là thuần chay ạ. Thật quá nhờ. Nhưng mà này, ăn thử mới biết được chứ. Dạ vâng, bác cứ thử thoải mái ạ, đồ nhà cháu rất đảm bảo ạ. Thử thoải mái á? Dạ vâng, thoải mái. Thế ạ? Bác ơi, bác đã cảm nhận được vị chưa ạ? Đồ chay à? Có gì đó khả nghi. Tôm ơi, cứu tao! Cứu tao! Ngoan nhá, lại về ý cho bố nhá. À, cháu chào bà An ạ. Này, bác lại đến mua đồ ạ. Hôm trước ăn đồ nhà cháu xong, thích rồi đúng không ạ? Chào anh Cường ạ. Ui, anh này anh có con chó xinh thật đấy. Đây là Tôm với Hoàng, cháu của bác. Dạ. Hôm nay chúng nó được nghỉ học, nên là bác định đưa chúng nó ra chợ mua ít rau về để làm mâm cơm chay. Cháu bác thì nó thích ăn cơm chay lắm. Cứ giò chả chay mà chấm với tương á, chúng ăn hết cả nồi cơm luôn. Ghét mỗi tội là làm đồ chay lâu lắm cháu ạ. Ui, cháu công nhận luôn đấy. Bây giờ phải đi ra chợ này, mua rau củ này, nấm này, về chế biến là mất thời gian lắm. Ngày nào nhá, cháu cũng phải dậy sớm đi chợ, cháu rửa rau này, cháu thái rau này, cháu tẩm ướp này. Mất rất nhiều thời gian nên là cháu biết mà. Hay là bác mua luôn của nhà cháu đi, vừa ngon lại còn vừa nhanh chóng nữa. Cho nên á, cháu xếp cho bác mỗi món một hộp. Dạ. Giò chả chay này, thịt gà luộc chay, tôm chay này, thịt khoai tàu chay này, rồi thịt quay chay nữa. À vâng. Xếp đây cho bác. À vâng, đây ạ, đây xong luôn. Đây. Em ra nhìn gì mà kỹ thế? À, tại em thấy đồ chay toàn rau củ thôi. Mà anh làm ra giò chả thơm ngon y như giò thịt đấy anh ạ. Ừ thì anh phải luộc lên này, rồi tẩm bột chiên, rồi chiên rán các kiểu con đà điểu nữa. Rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức mới làm ra được một món đấy. Người ta cứ nghĩ là làm đồ chay rất là nhanh, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Nhà cháu nhá, chuyên làm đồ chay, nên là các dịp cúng lễ này hay là ai có nhu cầu cần đặt cỗ chay ạ thì bác cứ giới thiệu cho cháu ạ. Bác đặt hiếu thì cháu sẽ giảm giá cho. Thế thì quý hóa quá. Hôm nào bác làm cơm tất niên ý, bác sẽ đến để ủng hộ cháu nhá. Thế thì tuyệt vời ạ. Thôi giờ thì bác về đây. À vâng. À bác ơi, bác về của bác là hết 200.000 ạ. Bác quên. Là đây, em gửi anh ạ. Anh xin. Ba em đâu? Ba em về rồi. Em trai em cũng về nốt rồi. Mà em ơi, em được cả đúng không? Anh có con gái này em muốn lấy không? Ba ơi, thằng này hợp phết nhỉ. À, bác An, hôm nay bác lấy đồ gì để cháu gói cho ạ? Cường ạ, cháu thì trẻ tuổi, ăn nói khéo léo, mà không ngờ
cháu lại đi bán đồ che giả mặt kém chất lượng cho mọi người. Bác thật thất vọng với cháu quá đấy. Trời ơi, tại sao bác lại nhòi cháu như thế ạ? À? Quán đồ chay nhà cháu nhá, mở được mấy tháng rồi, bao nhiêu người ăn, có ai bị làm sao đâu ạ? À? Nếu mà họ bị đau bụng hay là ngộ độc thì ra họ phải kêu từ lâu rồi chứ ạ? À? Quán đồ chay nhà cháu sạch lắm bác ạ. À, hay là do cháu mua rau củ ở ngoài chợ bị dính thuốc sâu, cháu về cháu chế biến nên là... Đúng, là đồ chay do anh tự làm, nhưng làm hoàn toàn từ nguyên liệu bẩn. Anh nhập với số lượng lớn để tiết kiệm chi phí, hương liệu và phụ gia đã hết hạn hoàn toàn. Anh nhập về cả lỗ để tiết kiệm chi phí. Thậm chí còn có những đồ anh đã để rất lâu hết hạn sử dụng, anh thay hạn sử dụng mới để bán lại cho khách hàng, đúng không? Chính là vì anh tự làm nhá, nên là anh quyết định ngày sử dụng của nó. Đây có phải thịt cá đâu, đồ chay thì để bao lâu chả được. Không chỉ có thế đâu, trong những túi thực phẩm hàng chay của anh chứa rất nhiều chất hàn the, chất bảo quản, chất tạo mùi và gây ra axit oxalic, gây sỏi thận, thậm chí là tắc nghẽn đường tiết niệu đấy. Hôm đó, bà em bỗng dưng bị đau bụng. Em hỏi ra mới biết được, bà em đã mua và ăn thử rất nhiều món chay nhà anh. Lúc đó, em vẫn chưa chắc chắn. Nhưng ngày sau đó, anh Hoàng cũng có biểu hiện đau bụng sau khi ăn đồ chay nhà anh. Thì em có thể khẳng định chúng có vấn đề. Bà nội ăn trước nên bị sớm hơn, anh Hoàng ăn sau nên bị chậm hơn. Khi em hỏi về công thức làm đồ ăn chay của anh thì thái độ của anh rất lo sợ và tìm cách nói dối, nên em chắc chắn đồ ăn chay của anh bán đã bị làm bẩn nên anh mới phải giấu giếm như vậy. Em phát hiện anh có mua nguyên liệu về làm đồ chay thật, nhưng rất ít nguyên liệu tươi, hầu hết là bột và các loại phụ gia. Có những thùng đồ được chuyển đến nhà anh rất khả nghi nữa. Em đã nhờ anh Hoàng dụ anh đi ra khỏi quán để có cơ hội tiếp cận quán của anh. Ủa? Na ơi! Na! Na ơi! Úi dồi ôi, con gái đâu rồi Na ơi! Những túi giò chay, chả chay, nem chay không nhãn mác, hạn sử dụng cũng đã bị mốc hỏng do để quá lâu. Anh đã rửa chúng đi rồi chế biến lại và bán cho khách. Ngoài ra, trong thực phẩm chay để lâu còn chứa rất nhiều hàn the để tạo độ giòn, chất tạo vị để thực phẩm tươi ngon hơn, chất bảo quản để thực phẩm để được lâu hơn. Chất này đã bị cấm trong ngành thực phẩm nhưng anh vẫn cho vào, thậm chí còn cho hàm lượng rất cao nữa. Với những nguyên liệu rẻ như thế, anh có thể làm ra hàng loạt gói ăn chay rồi bán giá gấp 5 đến 6 lần. Đồ chay hiện tại đang có giá thậm chí cao hơn những đồ ăn thông thường đấy. Ăn chay hiện nay đang là một xu hướng được rất nhiều người ưa chuộng. Lợi dụng tình hình này, anh quảng cáo mấy đồ chay anh làm ra nhá, là đồ chay thân thiện, đồ chay không độc hại. Nhưng mọi người đâu có biết là đồ chay của anh làm hoàn toàn từ nguyên liệu bẩn, ăn vào cũng độc hại không kém. Người ta muốn ăn chay mà lười nấu thì phải chấp nhận thôi. Mua ăn chay thì ăn rau củ quả luộc đi. Đây lại còn bấy đặt ăn đồ chay giả mặn để cho đẹp mắt á. Ăn chay nửa mùa á, tiêu chuẩn kép á. Lười ấy, phải chấp nhận thôi. Hưởng ơi, đây không phải là tiêu chuẩn kép. Nhiều người ăn chay vì muốn tốt cho sức khỏe, cho nên họ muốn đồ chay của họ phải trông đẹp mắt. Rồi nó giống như thực phẩm, như cá, như thịt người ta vẫn ăn hàng ngày, nhưng mà lại chế biến từ rau củ quả, tốt cho sức khỏe đấy. Thôi bà không cần phải nói nhiều với anh ta làm gì. Để cháu á, cháu đưa anh ta lên phường. Đi lên phường nộp phạt cho chừa cái tội bán đồ ăn bẩn đi. Mày bỏ tay ra đã. Cãi nhau nốt, tao vừa cãi nhau chưa sớm ổn. Thì bây giờ trên cái đoạn đường mình đi lên phường thì mình cãi nhau tiếp một cái la không ạ? À tao lại sợ mày đấy. Thế mà tao còn nhận mày làm con rể, thằng mất dạy này. Tao thẹp được làm con rể. Khổ thật đấy. Thôi, từ nay bà chịu khó ra siêu thị mua rau củ quả về chế biến đồ chay cho các cháu ăn để đảm bảo vậy. Để con đi cùng bà nhá. Trong dịp Tết này có rất nhiều thương lái chỉ vì lợi nhuận mà làm hại tới sức khỏe của con người.
mình cần phải sáng suốt khi mua thực phẩm bà ạ, nhất là trong dịp Tết nữa. Bà chào mình đi thôi. Anh làm sao? Tao vui quá Tôm ạ. Anh đẹp trai thì anh cư xử như người bình thường giúp em với. Kệ tao. Mày có biết vì sao tao vui không? Em không muốn biết đâu. Sao mày không muốn biết? Mày phải biết. Ta-da. Vừa mới làm thành công mẻ bánh flan, hay còn gọi là caramel. Anh sẽ mở cửa hàng bán online ship bánh flan thương hiệu CC. Đi buôn ơi. Tao sắp giàu rồi. Bây giờ nhá, mày ngoan ấy, mà đối xử thật tốt anh ấy đi. Về sau ấy, tao còn cho tiền mà tiêu. Gió mùa đông sắp đến. Nhưng cơn gió lạnh mùa đông vừa rồi mắt. Đến lúc đấy nhá, anh mày sẽ không phải dùng lò sưởi nữa. Anh nhá, sẽ đốt tiền để sửa ấm luôn. Vì lúc đấy, anh giàu rồi. Đối với anh nhá, tờ tiền ấy, nó cũng chỉ là polymer mà thôi. Cái gì? Anh định đốt tiền sửa ấm trong chung cư á? Anh định để cái chuông báo cháy nó kêu lên rồi anh bị bưng lên phường thì anh mới thích à? Mày im ngay, đừng có mà dập tắt ước mơ của anh. Mà anh nghĩ lại rồi, ngày mai anh sẽ mở cửa hàng luôn. Bánh ngon hay cơ mà. Em nghĩ là anh không nên đâu. Anh nên suy nghĩ và tính toán cho cẩn thận vào. Đến lúc đấy mà làm ăn thua lỗ thì toang đấy. Mày im ngay nhá, đúng là cái mồm mỏ quạ. Này, tao hỏi xem. Anh mày nhá, vừa đăng lên mạng xã hội nhá, đã có khách hỏi mua bánh luôn rồi đây này. Lô làm sao được. Bây giờ nhá, anh phải đi xin cho khách đây. Lúc về, anh sẽ cầm cục tiền thật to để cho mày sáng cái mắt mày ra cái tội coi thường anh. A few moments later. Anh làm sao đấy? Ơ, em tưởng anh đi xin bánh cho khách mà. Sao anh lại ăn hết bánh của khách thế? Tao ức quá thôi mà. Tất cả là tại bà Thương ấy. Đúng địa chỉ rồi bà nhở? Tưởng ai? Hóa ra người quen. Bà Thương lại đặt bánh của mình à? Bạn ơi, mình ra bánh flan cho bạn này. Gớm, lúc sáng mình ra mua trứng gà thì không đặt qua mình luôn đi. Lại còn bày đặt lên mạng đặt nữa. Mà cái nick name là gì nhở? Công chúa bong bóng à? Ôi, trông thứ này mà cổ đỗ sĩ thế. Ờ thế thì làm sao? Hả? Mà hóa ra ông chính là hoàng tử bánh flan à? Khiếp, trên ảnh đại diện thì đẹp trai sáng láng như thế. Hóa ra bên ngoài cũng chỉ là cường xấu xí, bọc trong giấy bạc nướng thịt mà thôi. Bà quá đáng nó vừa thôi nhá. 10 bánh của bà hết 120.000, bà trả tiền đi tôi còn đi về. Không, tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không mua bánh flan của ông nữa nhá. Tôi mua cho bà biết bao nhiêu trứng về làm bánh mà bà không ủng hộ tôi được à? Tôi vừa mới mở hàng ra, bà bùng hàng tôi bán được cho ai nữa? Thế á, thương thế nhở. Bà nhớ đấy, từ bây giờ nhá, tôi sẽ không mua trứng gà của bà về làm bánh nữa. Cho bà ế hàng luôn. Thế á, bye. Bà cứ nhớ đấy. Đấy, mày xem, tôi ước không ơn chứ. Chưa mở hàng đã bị bùng hàng rồi. Thế này tao làm sao mà bán được hàng à? Mà sao tự nhiên tao ra bụng thế nhở? Mày dọn hết trong bếp cho tao nhá, cả một cái hộp này nữa vứt đi hết cho tao. Ai bảo anh ăn bánh flan mà không cho em ăn cùng cơ? Đúng là cái đồ tham lam.
bán cho khách thử nghe. Em chào chị Thương ạ. Tôi đẹp trai. Mà Tôm này, chị hỏi thật nhá, em với cả anh Cường ấy có phải là anh em ruột thịt không? Hay là anh em cùng cha khác ông nội đấy? À, anh Cường là anh ruột của em mà chị. Sao chị lại hỏi như thế ạ? Tại vì nhìn em ý, vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn lễ phép. Mà chả bù gì sang đây thì... Mày không mau mua trứng về mà nấu cơm ý. Đứng đấy cười đều tại múc cho bây giờ. Ờ, chị bán cho em một khay trứng với ạ. À, mà nhìn trứng nhà chị ngon quá. Chuyện trứng nhà chị nhập trực tiếp từ trang trại lên đây đấy. Mày biết không, gà nhà chị chỉ ăn gạo, ăn lúa thôi nha. Đẻ ra trứng thơm lắm. Nó đẻ á, trứng lăn lóc dưới đất luôn. Mẹ chị toàn gửi dưới quê lên đây đấy. Chất lượng miễn bản. À, mà chị có rửa trứng không ạ? Không, chị rửa trứng. À, có à, thỉnh thoảng trứng nó bẩn là chị cũng rửa. Chị có rửa. Tại em thấy chị nói là gà để dưới đất rồi nhặt gửi lên đây luôn, nên là em không thấy đất hay là vết bẩn gì cả, nên em mới thắc mắc hỏi chị thôi. À, chị cho em gửi tiền với ạ. À, của... Này, 6 quả 10 nghìn vẫn đi mọi khi. Về thôi, bye anh. Không thể đi anh. Eo ơi, nhìn cậu em thì cưng bao nhiêu, trả bù cho thằng anh. Hả? Em chào chị Thương. Ui, chào Tôm. Xin chào công chúa bong bóng. Ngày hôm nay nhá, tôi có một tin vui và một tin rất là vui. Bà muốn nghe tin nào trước? Có gì ông nói luôn đi, không tôi đuổi ông về bây giờ đấy. Nè, công chúa bong bóng cứ bình tĩnh. Ngày hôm nay nhá, tôi đến đây ấy là để bóc phốt hàng bán trứng gà giả của bà. Bà cứ bình tĩnh đi. Rồi sẽ được tôi bóc phốt thôi. Này, ông ăn nói cho là cẩn thận nhá. Thích vu oan rồi họ sẽ đấm cho một phát thâm mắt bây giờ. Trứng gà giả, trứng gà từ con gà đẻ ra làm gì có chuyện giả được. Này, cái câu trứng gà giả là từ khi sinh ra đến giờ tôi mới nghe lần đầu tiên đấy nhá. Nếu chị đã không thừa nhận hành vi bán trứng gà giả của chị thì em sẽ lấy bằng chứng để buộc tội chị. Đầu tiên là chị bùng hàng. Chị không dám nhận bánh plan của anh Cường vì chị biết bánh được làm từ trứng mua của chị. Biết chắc chắn bánh có vấn đề nên chị sẽ không mua. Anh Cường ăn bánh flan xong thì bị đau bụng là em đã nghi ngờ bánh có vấn đề rồi. Bánh flan chủ yếu được làm từ trứng, đường và sữa. Mà đường và sữa anh Cường mua ở siêu thị rất đảm bảo, nên em đã quan sát và nghi ngờ trứng gà của chị bán có vấn đề. Khi em thắc mắc trứng gà chị nói nhập từ quê lên và chưa hề làm gì, nhưng trứng lại rất sạch, không dính vết đất hay là vết phân nào, khiến em nghi ngờ trứng gà của chị là trứng gà giả. Trứng bình thường có giá từ 25 đến 40 nghìn đồng, thế nhưng chị lại bán giá rất rẻ, chỉ 20 nghìn đồng, khiến em nghi ngờ chị đang bán trứng gà giả, nên đã theo dõi rất nhiều ngày và phát hiện chị nhập trứng gà giả về bán. Nếu chuyển khoản. Mà này, bảo anh giao trứng gà cho nhà em ý thì anh phải bôi tí đen đen bẩn bẩn vào, nó mới giống trứng gà đẻ, trứng gà quê, hiểu không? Chứ bây giờ nó sạch sẽ này khó lừa khách, giống trứng giả lắm. Anh giao trứng gà cho cả cái Hà Nội này, bao nhiêu đại lý. Rồi anh làm giả rồi đã mất thời gian rồi. Từ anh bảo em lấy tí đất, em bôi nó vào, nhìn nó sẽ bẩn ngay. Nó mà bẩn ra thế, nhìn nó sẽ giống trứng gà ở quê. Đi nhá. Vâng. Em đã mua trứng của chị về để kiểm tra. Trứng thật có mùi tanh nhẹ, nhưng trứng của chị có lòng trắng đặc, chứa silicon. Hai đầu trứng gà của chị bằng nhau, màu trứng trắng sáng và đặc biệt là vỏ trứng không mịn. Kích thước trứng thì được sản xuất theo dây chuyền nên giống hệt nhau. Trứng gà giả hay còn gọi là trứng gà nhân tạo chứa rất nhiều hóa chất như là axit hữu cơ, cellulo và các chất phụ gia khác như là phèn chua, keo, sắc tố chanh, sáp paraffin và bột thạch cao. Trứng gà giả có giá 300.000 đồng một quả, nhưng chị đã bán với giá 2.000 đồng một quả, chị sẽ thu lãi rất cao. Tôm. Ra đi. Chị xin lỗi. Tại vì chị nghĩ là mọi người bình thường ăn có 1-2 quả, mọi người ăn ít ý, nên chị mới bán thôi. Chị xin lỗi mà. Hơn thế nữa, trứng gà giả không những giá trị dinh dưỡng thấp mà nó chứa rất nhiều độc tố. Nếu ăn nhiều, phèn chua trong trứng sẽ làm suy giảm trí nhớ, thậm chí là đần độn đấy. Mà tôi nói cho chị biết nhá, trứng ấy được sử dụng cho các bữa cơm hàng ngày, để làm nguyên liệu hàng bánh,
rồi á sử dụng với nhiều mục đích khác nữa. Chỉ vì tiền mà chỉ bán rẻ lương tâm, hại sức khỏe của người khác. Đúng là cái mỏ thì hỗn mà tâm thì ác. Anh ơi, em xin lỗi anh, em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em có được không ạ? Biết lỗi rồi ấy, thì lên phường mà xin nhá, lên phường mà nộp phạt. À quên, em còn gọi cái ông giao chứng cho em, lên phường mà nộp phạt nữa. Cả hai là không thoát được đâu. Tham thì thâm, to be con tờ lưu. Không, anh Cường đẹp trai tốt bụng nhất Vịnh Bắc Bộ luôn. Em biết lỗi rồi, anh tha cho em, em biết anh đẹp trai mà. Thế á, xin xỏ ấy, thì bỏ tiền, lên phường mà nộp phạt cho nhớ. Anh phải làm như thế thì em mới nhớ được. Anh mà không làm như thế thì em không thể nào mà nhớ được đâu, em hiểu không? Em chào thầy ạ. Ôi trời. Bon làm sao đây? Sao mặt mũi lại nhợt nhạt thế này? Con bị ốm à? Thầy ơi, em đau bụng quá. Chúng lại bị đầy bụng từ tuần trước à? Thầy muốn men tiêu hóa cho Bon uống nhá. Em đau bụng quá thầy ơi. Sao mà đau bụng à? Bon, em bị làm sao đấy? Chẳng hiểu sao á, dạo này á, cứ đến thứ tư á, là Bon lại bị đau bụng. Nhưng mà tuần trước thì đau nhẹ hơn, không đau như tuần này đâu, bây giờ đau bụng cũng vô lịch à. Thầy bình tĩnh đã, để em đưa Bon đi viện. Thầy đưa đi. Chào cô Thương. Chào thầy, chào em. Tôi đến để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của căng tin mình. Tại vì hôm trước ấy, có Mon và một số em học sinh khác nữa đã bị đau bụng. Nghi là do ăn suất ăn ở đây đấy. Các em bị đau bụng hết hả thầy? Đây thầy kiểm tra đi. Thịt này, đậu phụ hay là trứng là em rau củ quả em mua hết ở chợ, tươi ngon sạch sẽ. Đây thì xem đi, em vừa mua ở chợ về đây. À, chị ơi, hôm nay là thứ hai, các bé ăn gì về ạ? Hôm nay à, các bé ăn trứng đúc thịt này, rau xào, xong rồi đậu sốt cà chua, tráng miệng là bằng quýt đây. Thế à, nhìn nguyên liệu vừa tươi ngon lại còn vừa đảm bảo như thế này. Mà theo thực đơn ý, là ngày mai các bé vẫn ăn cơm đúng không chị? Ừ đúng rồi. Thực đơn mai thứ ba thì các cháu ăn cơm, ngày kia thứ tư thì đổi món sang ăn bún. Nói chung là thực đơn thì chị gửi hết cho các phụ huynh rồi. Chị làm tất cả các món đều theo thực đơn mà. Em mà không tin em có thể gọi điện ngay cho phụ huynh để kiểm chứng. Không không chị ơi, em tin lời chị mà. Thầy Hoàng ơi, theo em quan sát ý, thì nguyên liệu rất sạch, không có vấn đề gì đâu ạ. Thôi, chúng ta về để chị Thương còn làm nốt việc nữa. Thầy đã bảo với em rồi, cô Thương làm việc đây rất là lâu năm, vừa sinh gái lại vừa nấu ăn giỏi nữa, nên là chắc chắn cái nguyên nhân đau bụng đấy là do vấn đề khác đấy. Thôi, tôi đi về nhá. Dạ, em chào thầy, chào em. Em chào chị Thương. Thầy. Tôi đến đây để xử lý về việc cô đã dùng nguyên liệu bẩn để chế biến đồ ăn cho học sinh. Thầy nghe ai nghe năn tức ở rồi vu oan giáng họa cho em. Hôm trước thầy đã kiểm tra nguyên liệu nhà em rồi, rau trứng thịt đều tươi ngon như thế. Em thề với thầy luôn, trên có trời cao dưới có đất dày, cơm nhà em rất là sạch, toàn cơm sạch. Đúng vậy, cơm chị nấu hàng tuần đều rất sạch, thịt mọc cũng rất đảm bảo nữa. Nhưng riêng thứ tư hàng tuần chị dùng bún hỏng để cho các em học sinh ăn, các bé có sức đề kháng yếu như bé Mon nhà em.
nên mới bị đau bụng. Danh nhá, danh con, mày nhỏ mày láo nhá. Tao bảo tao nhịn mày từ lâu lắm rồi đấy. Thầy không việc gì phải tin nó. Đồ nhà em rất là sạch, bún sạch trắng thơm như này, không bao giờ có chuyện chua. Không tin thầy gửi mà xem, thầy gửi. Em lỗi thầy, em xin lỗi thầy ạ. Tại em bức xúc cái thằng này quá, chẳng này lo lắng. Em xin lỗi thầy, thầy có sao? Bún được rửa rất lâu rồi, chắc chắn sẽ không có mùi. Khi bé Mon bị đau bụng, em đã nghi ngờ và hỏi Mon. Mà Mon, trưa nay em ăn những gì? Bụng dạ em vốn đã không tốt rồi, hay là em ăn đủ linh tinh đúng không? Thứ tư lớp em hay ăn bún mọc anh tôm ạ. Cơ mà thầy ơi, em bị đau bụng mà sao thầy khóc to thế hả? Dạ thì đứa trẻ con khóc đó, thì không phải làm sao mà dỗ cho nên. Đi. Em đã xem thực đơn ăn trưa tại trường cả tuần của bé Mon thì biết được thứ tư ăn bún mọc thầy Hoàng, và bé Mon cũng nói gần đây em ấy hay đau bụng vào thứ tư. Mọi lần đau ít, về nhà mẹ em cho uống thuốc men tiêu hóa là khỏi. Nhưng hôm đó Mon lại đau rất dữ dội nên em chắc chắn bún mọc của chị nấu có vấn đề. Hôm thứ hai, em và thầy Hoàng đến căng tin của chị thì thấy nguyên liệu nấu cơm của chị chuẩn bị rất cẩn thận, nhưng chị lại mua bún mà bún tận thứ tư mới ăn. Tức là chị đã để bún này mấy ngày rồi mới cho các em học sinh ăn. Bún để lâu sẽ có mùi chua gây đau bụng, nhưng vì chan nước dùng vào nên các em nhỏ khó nhận ra. Em rất thắc mắc tại sao chị lại mua bún trước nên đã điều tra. Này, em bảo bún anh bán ế để mấy ngày cho lòm như thế, đừng đưa cho em. Nhưng đâu em nấu ai ăn vào bị làm sao thì... Vợ nhé, chỉ là cái lãng phí thôi. Bún thế này bỏ đi tiếc lắm. Bây giờ nhá, vợ cứ mang đi, nấu cho bọn trẻ con nó ăn. Xong rồi chan cái nước xương vào, rồi bỏ vài viên mọc thơm thơm vào, bọn nó ăn nhá. Bọn nó không biết bún hỏng đâu. Thế chồng ấy vừa bán được bún ế, vợ lại có thêm ít tiền nguyên liệu. Có phải là một mũi tên này trúng hai con chim nhàn nhạn không nhỉ? Ừ nhở, đúng là chồng em xì tính kỹ thật. Chuyện như thế thì anh có tiền mua nhà, đưa vợ đi du lịch đi lại. Mà thôi, vợ cầm vào, chồng về trước nhá. Lên đi. Em đã nhìn thấy chị nhập bún ế của chồng chị về để làm bún mọc cho các em học sinh. Chỉ vì tiền mà chị đã lấy bún bán ế có mùi chua đã để nhiều ngày không bán được của chồng chị để nấu ăn cho các em học sinh. Rồi bỏ túi riêng số tiền mua bún sạch, em đã nhờ thầy Hoàng giúp em thu thập chứng cứ làm bún mọc bẩn của chị. Em đã báo cáo việc làm của chị lên ban giám hiệu rồi. Tôi cũng đã mang bún của chị đi kiểm tra. Trong bún của chị chứa rất nhiều hàn the độc hại và chất tẩy trắng tinopan có thể gây viêm loét dạ dày và ung thư dạ dày nữa. Học sinh là những em nhỏ tuổi có sức đề kháng kém, vậy mà chỉ vì chút lợi nhuận khi ăn chặn nguyên liệu mà chị nỡ lòng nào làm hại các em ấy à? Thầy, em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy đừng báo cả ban giám hiệu nhá, thầy nhá. Ban giám hiệu đã có quyết định đuổi việc chị rồi. Chị nên xem xét lại hành động của mình đi. Thầy, em xin lỗi thầy, em xin lỗi là thật mà. Tôi hôm cho chị xin lỗi, chị sai rồi. Bỏ qua chị lần này, đúng. Chị nên khuyên chồng chị từ bỏ việc đem bún bẩn đi giao cho các nhà hàng quán ăn đi. Bởi vì em cũng đã báo cáo với công an phường về hành vi làm bẩn của anh ấy rồi. Anh ấy cũng sẽ sớm lên phường để làm việc thôi. Chào chị. Khoan đã anh ơi, anh ơi, từ từ đã. Vợ ơi, bún lại ế rồi, xử lý anh ta. Bún ế? Vì cái đống bún này của anh mà tao bị đuổi việc rồi đấy. Trời đất ơi, khó khăn lắm mới xin được vào đây để làm việc. Thế mà chỉ vì tham mấy cái đồng mặc lẻ, từ tiền ăn chặt nguyên liệu mà tôi bị đuổi việc rồi. Anh hại được chưa? Sao lại như thế được? Vợ mà bị đuổi việc thì vợ chồng mình chết đói à? Trời ơi.